Vào buổi tối ngày hôm nay, COVID đã trở lại. Trong vòng hai tuần vừa qua, tăng 50%. Theo ông Dr. Watson, ông nói cho biết hiện tại ngay bây giờ nhìn giống như ngày Groundhog Day, giống như trong cái phim Groundhog Day là nó tiếp tục trở lại một lần nữa, giống y hệt như trước Convict tăng. Tất cả tiểu bang ở trên Hoa Kỳ tăng COVID-19, trừ ra một tiểu bang. Tại vì trong lúc này đó, ở trên Hoa Kỳ có nhiều cái test ở nhà, cho nên được báo cho biết là con số tăng thì không có bao nhiêu ở bên New York hiện tại ngay bây giờ nhìn giống như cơn sóng thứ năm COVID đang bùng phát. Ngày hôm nay bà thống đốc của New York báo cho biết bà đã bị nhiễm COVID. Ông có cảm giác là khi thấy COVID nó giống như hết, cái tự nhiên nó lại trở lại một lần nữa hay không? Ông nói hiện tại như bây giờ nói như vậy đó, mỗi phút mỗi giây. Và giống như chỗ nhà hàng của ông đây thì không biết làm sao nữa, suy nghĩ như thế nào nữa. Phan việc biến thể Omicron tăng lên 6 tháng trước, bị nhiễm rất là nặng vô trong nhà thương. Đó là vào mùa đông mới vừa qua. Sau khi đó thì tới ngày hôm nay có rất là nhiều con việc nó tăng lên. BA.2 rồi BA.212 đây là những con việc à, biến thể Omicron đó. Rồi cộng luôn BA.4 rồi BA.5. Đó là những cái con việc nó làm cho tăng nhiễm ở trên Hoa Kỳ. Trong lúc này đó, cái mà tăng lên 36% trên Hoa Kỳ đó là con việc BA.2, 12.1. Và cái con việc mới này đó, theo họ nghiên cứu, nói là nó lây nhiễm vô người nhanh hơn cái con việc hồi lúc trước. Giống như những cái thuốc ngừa của hồi trước đó, thì cái con việc này nó mạnh hơn, nó chui vô người mình nhanh hơn. Và đây có nghĩa là giới thể như mình bị nhiễm con việc biến thể Omicron, nhiễm một cái là bị bệnh liền. The smarter, theo bà bác sĩ, bà nói, theo cái cách này của cái con việc đó, mỗi khi mà nó biến thể lên một lần, thì nó thông minh hơn, nó dễ lây nhiễm hơn. So Và đây cũng có nghĩa là nhiều người sẽ bị lây nhiễm hơn nữa nhưng mà trong lúc này cũng có nhiều cái hy vọng có một số người bị nhiễm thôi chứ không có nhiều giống như trước và hiện tại ngay bây giờ số người chết và số người nhập viện nó không có tăng nhanh giống như hồi trước theo của trò bạch ốc thì đưa ra nói tại vì đông người chích booster shot và đông người test cho nên nó trở thành được như vậy. Những gì sắp tới đây đưa ra một cái lo ngại. Theo suy đoán sắp tới đây vào mùa thu hoặc là mùa đông có khoảng chừng 100 triệu người trên Hoa Kỳ sẽ bị nhiễm COVID theo ông doctor Xi nói nếu chúng ta không có sửa soạn đi trước về cái con việc này chúng ta sẽ bị nhiễm con việc thêm nữa và cái con việc này nó sẽ biến thể thêm nữa và vào mùa thu sắp tới đây chúng ta sẽ thấy số người nhập viện nhiều hơn số người chết nhiều hơn